chính quyền Biden đang bơ đạo luật nhân quyền Việt Nam 2021. Ngày 11 tháng 5 năm 2021, một số dân biểu trong Hạ viện Mỹ cùng soạn và đề xuất bản dự thảo đạo luật nhân quyền Việt Nam 2021, có số hiệu HR3001. Dự luật này được cho là nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia của nước Mỹ bằng cách ưu tiên bảo vệ các quyền con người được quốc tế công nhận và đa tiến của pháp quyền trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Vì dự luật này được đưa ra trong bối cảnh quốc tế mới, trong đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ đặt vấn đề dân chủ nhân quyền làm ưu tiên trong quan hệ ngoại giao với các nước khác, bao gồm Việt Nam. Dư luận của giới chống cộng cho rằng lần vận động này của họ sẽ thắng lợi. Chẳng hạn, báo điện tử hải ngoại Sài Gòn Nhớ New .com đã dẫn một bình luận báo nước ngoài như sau. Trên Asia Nikkei Review, nhà bình luận chính trị Derek Groman nhận định chính quyền Biden đang đứng trước một lựa chọn khó khăn theo đuổi lợi ích quốc gia, hợp tác chống bành trướng Bắc Kinh hay theo đuổi hệ giá trị quốc gia, ưu tiên cho dân chủ nhân quyền. Nếu Tổng thống Joe Biden có kế hoạch ưu tiên lợi ích quốc gia như phần lớn trường hợp dưới chính quyền Trump, thì một số quốc gia quan trọng có thể dễ phục tùng nhiều hơn trong việc hỗ trợ Hoa Kỳ tăng cường cuộc cạnh tranh với cường quốc Trung Quốc, ông Groman viết. Nhưng những tín hiệu ban đầu cho thấy ông Biden là đối cực của ông Trump và chính phủ Mỹ hiện nay muốn xoay ngược một số chính sách của chính phủ tiền nhiệm. Nếu ông Trump chọn lợi ích quốc gia làm ưu tiên, thì ông Biden sẽ chọn hệ giá trị tự do dân chủ làm nền tảng. Nhưng sự lạc quan này có khả năng là một ảo tưởng. Từ đầu nhiệm kỳ của Joe Biden đến nay, nước Mỹ đã liên tục bỏ mặc những đồng minh chung ý thức hệ với họ như tại Myanmar và Afghanistan, bất chấp sự phản đối từ dư luận quốc tế. Những gì xảy ra ở Afghanistan, theo đó một chính quyền bù nhìn và một quân đội được Mỹ trang bị tận răng đã tháo chạy trước Taliban dù chưa bắn một phát đạn nào, đã chẳng mang lại gì ngoài sự hoài nghi của hệ thống Mỹ. Trong thực tế, chính quyền Biden đang bán rẻ mọi giá trị bền vững vì lợi ích thực dụng, chẳng khác gì chính quyền Trump, đến giới chống cộng cũng phải bực tức trước cách mà Mỹ ứng xử với đồng minh trong vụ tranh hợp đồng bán tàu ngầm với Pháp. Và trong chuyến công du Việt Nam vừa rồi, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đáp lại lời kêu cứu, cứu của giới chống cộng bằng cách nào ngoài việc thắt chặt quan hệ ngoại giao với nhà nước Việt Nam. Nhìn lại thực tế trên, có thể hiểu vì sao cuộc vận động cho đạo luật nhân quyền Việt Nam 2021 vẫn đang bế tắc. Đến bao giờ giới chống cộng Việt Nam mới ngừng ăn mày nhân quyền ở nước Mỹ để tìm cách tự lực?